hello gia đình nhà mình nha. Và hôm nay là đến với kênh chia sẻ cây thuốc Vinh Tăng. Hôm nay mình lại chia sẻ cho các bạn một loại cây nữa nha. Một loại cây này các bạn nhìn rất là quen thuộc, một cuộc sống đời thường ở ngoài. Đây là một loại cỏ dại nha. Và cái loại cây này thì trị rất là nhiều bệnh nha các bạn. Nó công dụng của nó trị rất là nhiều bệnh, nhưng mà mình hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn là trị về cái bệnh gọi là mẩn ngứa do thay đổi thời tiết. Có nghĩa là ngứa, ví dụ như từ cái mùa đang ở mùa nắng mà các bạn qua mùa mưa đó, thì trong người rất là ngứa và khó chịu nha. Đây là hoa của nó đây nha cả nhà. Hoa này nó có tên là đơn buốt, hay còn có tên gọi nữa là xuyến chi nha. Một loại hoa rất là đẹp, màu trắng vàng. Và đã có nhiều người ta họ sử dụng bài thuốc này cũng khá là thành công và hiệu quả nha cả nhà. Thì cái cây này thì các bạn biết rồi đó. Này, ở đây là mình đang chừa lại một bụi rất là bự nha. Trồng cà phê và mình chừa lại một bụi rất là bự như thế này. Bệnh dị ứng cái thời tiết mà nó thay đổi mùa là từ mùa nắng sang mùa mưa, hoặc là từ mùa mưa sang mùa nắng nha, là nó làm cho cơ thể của mình rất là khó chịu, ngứa ngáy, thậm chí là nổi ban đỏ. Nó ra trên những cái mụn ngứa là nó có nước lên nha cả nhà. Có rất là nhiều loại thuốc để trị, nhưng mà có bài thuốc này là trị đúng 3 ngày các bạn tắm là nó bớt nha cả nhà. Thì mình nói với các bạn rồi, thì cái cây này thì các bạn hái cả lá của nó, lá non của nó đây. Lá non của nó đây nè. Đây, lá non đây. Thì mình hái cái lá non cho cả nhà coi luôn nha. Cả hoa cả lá non luôn. Này. Đây này. Lá của nó đây. Hoa của nó đây, lá của nó đây. Và để chữa bệnh cái bệnh dị ứng thời tiết như thế này á, thì các bạn cần cho mình là khoảng 200g. 200g nha các bạn, đổ vào khoảng 1 đến 2 lít nước. Các bạn nấu cho thiệt là sôi, nấu cho thiệt là sôi lên. Xong các bạn tắm nha. Tắm. Thì nó cái này tắm rất là dễ chịu nha cả nhà. Dễ chịu lắm. Bởi vì nó trong cái cây xuyến chi này có cái tính sát khuẩn rất là cao nha. Đây nè. Và các bạn lưu ý nha, tại vì cũng có một loại hoa cũng giống như vậy luôn nha, nhưng mà không phải là loại này nha cả nhà. Nó dòng họ nhà xuyến chi nha. Đây nè. Các bạn lưu ý là khi các bạn đem về nhà, các bạn trước khi mà các bạn tắm là mình, các bạn đã bị dị ứng thời tiết, thì các bạn không có nên sử dụng xà bông nha. Bởi vì trong lúc mình sử dụng xà bông thì trong xà bông bây giờ có rất là nhiều thành phần hóa học, nó làm tổn thương da. Mình đang bị viêm da cũng giống như là bị dị ứng thì nó sẽ nổi những cái mụn đỏ đỏ lên. Mình tắm thêm xà bông lên nữa là bắt đầu là nó nổi lan ra rất là nhanh và ngứa. Cho nên là các bạn hạn chế là các bạn không có sử dụng xà bông trong suốt quá trình các bạn trị bài thuốc này nha. Là các bạn đổ lấy cho mình 200g và các bạn đổ vào với 1-2 lít nước. Các bạn nấu và các bạn tắm. Tắm cho mình một ngày 2 lần nha. Một ngày 2 lần và các bạn tắm cho mình 3 ngày như vậy. 3 ngày như vậy thì các bạn sẽ thấy là những cái mụn mẩn đỏ trên người của các bạn là nó sẽ dần dần nó mất đi. Và nó sẽ bóng da nha, và nó không có bị tái lại nha. Và các bạn nếu như mà các bạn sử dụng mà có nhiều người cơ địa nó khác nhau, các bạn nếu như mà da mà đến nỗi mà nó bị lâu, các bạn bị lâu ngày á, thì các bạn tắm cho mình nhiều ngày nhiều lần như vậy. Ở cây này nó mọc xung quanh rất là nhiều, như các bạn chịu khó các bạn tìm thì nó vô cùng gọi là hiệu quả. Tắm cái cây này cũng không có độc hại gì hết. Cây này còn nói chung về trị về sâu răng nữa các bạn. Sâu răng thì các bạn giả với muối, các bạn nhét vào trong cái lỗ sâu răng thì nó hạn chế đau nha, nó không còn đau nha. Đó là cái cây xuyến chi này đi trong điều trị việc về sâu răng. Và cái cây này á, nếu như mà mình có thì mình cũng nên là, ở đây nó có những cái hạt khô thì mình cũng nên hái những cái hạt khô về mình gieo trong nhà mình khoảng một luống nhỏ nhỏ thôi, để mình tắm cho mấy trẻ nhỏ được các bạn. Tắm cho trẻ nhỏ cũng rất là hiệu quả nha, không gây độc hại cho da, không gây kích ứng da. Đó là nó còn tốt hơn những cái loại thuốc tây mà mình mua ngoài tiệm nha. Nói chung về những cái loại da là mình sẽ nó sẽ hết nha. Đây nè, hoa xuyến chi của nó đây. Và các bạn lưu ý là nếu như mình lấy được cả thân, cả hoa, cả lá của nó thì càng tốt nha. Cứ bỏ vô nồi khoảng 200g mà đổ 1-2 lít nước là tắm đặc như vậy á.
mình là hướng dẫn cho các bạn tắm là các bạn tắm ướt da nha, xong các bạn làm cho ướt da và các bạn pha nước này khoảng đừng có để nguội quá mà nó làm giảm tác dụng nha. Các bạn pha nước vừa vừa ẩm ẩm và các bạn xối lên cái vùng da, sau đó là các bạn dùng cái xá của nó, các bạn chà lên cái vùng mà bị viêm diễn theo do thời tiết á, thì nó cũng bớt nha cả nhà, nó bớt rất là nhanh. Lúc đầu tắm thì nó cái chứng ngứa nó sẽ hết nha, cho nên là các bạn cứ tắm đi, không có sao hết. Tắm cây xuyến chi này trong sách của giáo sư tiến sĩ Đỗ Tất Lợi có nói về việc là nó sát trùng đồ rất là hay đó, cho nên là các bạn cũng ráng các bạn kiếm lấy cái cây này và các bạn về trồng. Đây này, hoa của nó thì cực kỳ đẹp nha, đẹp rất là đẹp, màu trắng bên trong là cái nhụy màu vàng, và đây là cái hạt của nó nha cả nhà, hạt của nó đây nè. Các bạn cứ nó cái này là mình, cái cây này hạt khô của nó đây nha cả nhà, chỉ cần bao nhiêu đây là các bạn gieo xuống là nó đã mọc lên rồi. Mà đặc biệt cái cây này mà chỉ cả các bạn mà mặc cái quần mà các bạn đi ngang qua thôi là nó về nó dính vào trong cái quần, mình gỡ rất là mệt nha. Bởi vì là mình đôi khi mình đi ra rẫy ra nương rồi những cái cây này mình rất là khó chịu, bởi vì nó dính vào trong quần á. Đó, nè. Đây là những cái búp nó đã tàn rồi. Tàn rồi. Và có nhiều người hỏi là đây có phải là cây nụ áo hay không? Thì mình cũng xin nói luôn đây không phải là cây nụ áo nha. Tại vì trong kênh của mình cũng có nói về cây nụ áo rất là nhiều rồi. Cây đây là mình xin đính chính là đây là cây xuyến chi nha, hay còn gọi là đơn buốt nha. Trị về sâu răng, trị về phong thấp đồ cũng được. Nhưng mà hôm nay mình chia sẻ riêng cái bài thuốc trị về dị ứng do thời tiết, thì mình sẽ chỉ cho các bạn là cái loại cây này. Như vậy đây. Mình rất hy vọng là những cái loại cây này thì các bạn nên áp dụng cho những em nhỏ rồi đó. Da của nó rất là còn là da mỏng, dễ bị tổn thương rồi đó. Thì mình sử dụng cái cây này mình tắm. Nếu như mà liều lượng của một người lớn thì 200g thì các bạn giảm xuống là khoảng từ 150 đến 100g nha. Các bạn tắm cho mấy em nhỏ nha. Tắm không được tắm lại xà bông thì nó sẽ hạn chế các bạn lấy những cái lá non như vậy này. Các bạn sát lên trên người, những cái chỗ ngứa thì nó sẽ hết nha. Mình rất là thích cái màu hoa này. Và nếu như các bạn yêu mến tôi thì các bạn hãy like và share video của tôi cho mọi người biết thêm thông tin, cũng giống như công dụng liều dùng của các cây loại cây thuốc nha các bạn. Đó là niềm động lực để cho tôi phát ra, để cho tôi cố gắng và phát huy thêm cái sự học hỏi ở bên ngoài, để tôi có thể chia sẻ cho bà con những bài thuốc, những công dụng của cây thuốc. Thì để gửi đến cả nhà nha cả nhà. Chúc cả nhà có một buổi chiều thật là vui vẻ nha. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn các video khác nha. Bye bye cả nhà mình nha.